Đây chỗ tảng đá luôn anh. Đây đang quay. Đùa hồng trong mực nhá. Ôi trời ơi, chín luôn. Ôi sao lại chưa chín rồi. Bây giờ nhịp thì chọc chọc à? Chọc đi. Ôi chín rồi. Chín rồi. Trắng nó trắng, trắng nó chín rồi. Lên rồi. Chín rồi. Là chọc là chọc được trên này không? Chọc cái đuôi ấy, cái đuôi nó không chín. Thôi được chín rồi. Chín rồi, nước trong rồi. Chế chín mới bỏ giãn ra thôi, cần gì. Đúng nó ngon ra. Ui xời. Ngon. Úi giời, mùi khói. Nhưng mà sao cái đầu nó vàng trắng nhỉ? Đầu sống. Nó ừ, trong cái này nó chả trắng chị, nó có nửa nó có vào đâu. Con gà mềm. Ơi. Được. Chín rồi, chọc cái này bị cháy rồi. Bỏ điện ra đây, bỏ điện đây. Đây để nhấc. Có thấy mùi gà sen không? Không. Chả thấy mùi gì nhỉ? Chả thấy mùi gà, chả thấy mùi đâu. Con này toàn mùi khói. Ôi ôi, ngon quá. Đợi đưa chị tới. Úc tuổi à? Chị nghĩ người đó bị ui ơi, nóng 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 nóng. Cái này gọi là chị. Nào thật được trượt. Có lẽ số chấm. Trượt vắt là gà chấm đất. Trơn lắm. Đấy, được rồi. Được rồi. Rồi. Phải video thôi. Để luôn đi, kéo cắt. Bên này bên đi đây. Cắt. Rồi. Kẹp 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 kẹp, lấy em mới kẹp. Để em kẹp. Cắt đầu chưa? Cắt từ từ, dễ ăn. Con này ơi. Thấy thơm thơm thơm. Cắt dài ra nhỉ? Chị em mình gổi đầu con kia cho cái đầu nó vàng. Đừng phát nữa thôi. Cắt hai phát đúng không? Như là rắn gì vậy? Đây. Không sao. Lại lại bơ. Cắt ra bây giờ nó đỏ phát rồi. Đỏ, đỏ, đỏ sao đưa? Đỏ thì ăn là ngọt thịt. Một hứng. Đỏ ăn ngọt thịt ơi mực. Xé thì nó trông ngon. Thì cắt như này còn gì nữa. Ừ. Lắm. Xé kiểu gì ạ? Đấy, ong này thơm quá còn bu lại. Em bảo chị trông lại còn. Ừ. Em bảo chị trông lại còn. Chị còn thật mới giả gì ở đây ạ? Ok, cứ để đấy đi. Cắt chân trước đi anh ạ. Không vướng. Xé. Quay nhà này đã. Ôi. Ôi. Nhiều quá, tổ hấp hơi này không ngon rồi. Rồi bơi. Không ngon. Này thành cá luộc rồi. Thành cá luộc rồi. Bỏ để ui bỏ rồi chị ạ. Không phải là cái kéo thôi mà người cắt ấy. Bỏ thịt bỏ rồi đấy. Đỏ đỏ đỏ. Đỏ không mà đồ. Được. Này này chín rồi. Thôi. Con gái. Lên cho mỗi tao một cái đùi đây. Miếm vào mấy cái đùi này không ai làm ăn đâu. Này cái cánh của chị ấy. Mày đừng miếm vào đấy nhá. Ngon lắm. Đùi cứ đại cả như này không? Có lăng cái kia dọn đi, lấy cái đĩa đó chị ơi. Để đếm còn đĩa mà. Ơi, đĩa đi. Nào. Để anh cắt đấy luôn. Cứ cắt to rồi. Ồ. Cầm đĩa chứ đi ăn xin. Xin thật một gì nữa chị. Rồi, còn hành tây ở trong. Này ăn là miếng ngọt này. Ừ, đỏ ao rồi. Không, miếng đây đỏ, chị Huyền chị thích ăn đỏ mà. Chị đâu? Nó cắt bố luôn. Chị có kia phải thử thêm. Cho cái kẹp, cho cái kẹp đi. Cái phần đầu đúng không? Bây giờ mình đổi đầu đi. Cái đầu nó hơi đỏ. Cái này ra cho ra vỉ nướng. Đây đây đây, cho vào đây nhé. Ồ, cái đoạn nào mà dọc. Tại vì mình xoay nó không đều ấy. Xoay cổ lên trên. Cho cái này bỏ cái này đi, cho thẳng nó bỏ này vỉ nướng. Cái đất đâu, cái đất đâu. Cho mẹ cái này nướng. Nhấp, nhấp cái kẹp ra. Cắt được nốt đoạn đi đâu? Đấy. Trông cho vỉ nướng. Vui nó cả nướng ấy. Nhờ. Có nướng gì nữa không?